Kính chào quý vị và bà con. Bà con đang theo dõi chương trình Khuyến Nông được phát sóng trên kênh Nông nghiệp Nông thôn Nông dân VTC16. Thưa quý vị và bà con, để sản xuất được giống cá rô phi chất lượng cao thì yêu cầu trước tiên đó là phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ cá bố mẹ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng con giống tạo ra, cũng như là năng suất, sản lượng và lợi nhuận cho người nuôi. Do đó, tiêu chí lựa chọn cá bố mẹ tham gia sinh sản cần đảm bảo những yêu cầu cơ bản nhất định. Vậy đó là gì? Đây cũng chính là nội dung của phóng sự sau đây. Đây là cá rô phi bố mẹ dòng Novit 4 đang được các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 chọn lựa dựa trên những ưu điểm vượt trội, đó là sinh trưởng nhanh, ngoại hình đẹp và chịu lạnh, chịu mặn tốt. Chiều dài, đặt lên chiều dài, đo chiều dài luôn. Nhớ con đấy rồi, 114 với lại 45 được rồi. Cá chọn giống rô phi dòng Novit 4 là sản phẩm nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 đã được đăng ký sở hữu trí tuệ. Con cá giống dòng Novit 4 sau 5 tháng nuôi thì trung bình nó đạt kích cỡ từ 800g đến 900g. Đấy thì cái dòng Novit 4 này sau 10 thế hệ chọn giống, tốc độ tăng trưởng tăng đến 67% so với cả cái quần đàn ban đầu. Đấy là về tốc độ tăng trưởng. Thì khả năng chịu lạnh cũng được cải thiện đáng kể. Hiện tại giờ cái sản phẩm chọn giống của Viện 1 thì là có thể là nuôi ở các cái môi trường nước lợ mặn là đến 10 năm 20 phần nghìn. Cá bố mẹ sẽ được tuyển chọn rất khắt khe. Chúng phải đảm bảo được các yêu cầu cơ bản như khỏe mạnh, không xây sát, không bị dị tật dị hình. Yêu cầu thứ hai đó là độ tuổi của con cá tham gia sinh sản thì là phải độ tuổi trong cái giai đoạn từ 1 tuổi đến 3 tuổi. Đây là cái giai đoạn mà con cá sinh sản sức sinh sản cao nhất và cho cái chất lượng con giống tốt nhất. Và yêu cầu tiếp theo và hiện nay là chúng tôi đang sử dụng cái con cá bố mẹ có cái kích cỡ khối lượng cơ thể nó phải đạt từ 800g trở lên với cá cái và 1kg trở lên với cá đực. Phương pháp chọn cá cái cho sinh sản thông qua bộ sinh dục như sau. Khi đã chọn được cá rô phi bố mẹ, chúng sẽ được đưa ra ao để tiến hành nuôi vỗ. Ao nuôi vỗ có diện tích từ 1.000 đến 2.000 m2, độ sâu từ 0,8 đến 1,2 m. Ao được vệ sinh, cải tạo sạch sẽ, khắc phục rò rỉ trước khi cấp nước. Cấp nước vào ao được lọc qua dai mau để không có cá tạp vào ao nuôi. Cá bố mẹ được nuôi vỗ trong các ao riêng rẽ với mật độ 5 con trên 1 m2 đối với cá cái và 3 đến 5 con trên 1 m2 đối với cá đực. Chăm sóc quản lý thì chúng ta sẽ sử dụng thức ăn có hàm lượng protein từ 30 đến 35% và cái hàm lượng chất béo là khoảng từ 5 đến 6%. Chúng ta không nên lựa chọn những thức ăn có hàm lượng chất béo quá cao thì nó gây hiện tượng tích mỡ trên con cá và ảnh hưởng đến tỷ lệ thành thục của cá bố mẹ tham gia sinh sản. Trong suốt quá trình nuôi thì chúng ta cần lưu ý đó là thường xuyên thay nước ao nuôi. Định kỳ chúng ta có thể thay 1/3 lượng nước trong ao 1 đến 2 lần trên tuần. Sau khi tuyển chọn cá bố mẹ đưa ra ao nuôi vỗ thì thông thường từ 1 đến 1,5 tháng thì khi thấy cá bố mẹ giảm ăn và kéo lưới thu cá thì chúng ta thấy cá cái bụng căng trứng và cơ quan sinh dục chuyển màu phớt hồng và cá đực có màu sắc sặc sỡ thì đây là những cái đối tượng cá bố mẹ sẵn sàng tham gia ghép cặp sinh sản. Hiện nay, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 đang sử dụng phương pháp ghép cặp sinh sản trên dai với mật độ 1,5 con trên 1 m2. Ghép cặp sinh sản ở trên dai thì mặc dù là cái sản lượng cá bột thu được, trứng thu được thấp hơn so với lại ghép cặp sinh sản ngoài ao. Tuy nhiên về cái ngày tuổi cũng như là cái khối lượng trọng lượng của cái cá bột thu được thì chúng ta hoàn toàn có thể xác định chính xác thì cái tỷ lệ chuyển đổi giới tính rất cao, có thể đạt từ 95 đến 99%. Sau từ 7 đến 10 ngày ghép cặp, khi cá giảm ăn, thấy cá cái ngậm trứng thì tiến hành thu trứng để ấp. Công việc này sẽ tiến hành vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Khoảng cách giữa hai đợt thu trứng tùy theo nhiệt độ nước. Ở nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C thì 7 đến 10 ngày thu trứng một lần. Ở nhiệt độ nước 22 đến 25 độ C thì 10 đến 12 ngày thu trứng một lần. Với thời gian như vậy, thường thu được trứng cá ở giai đoạn 3 hoặc cá bột chưa tiêu hết noãn hoàng, tỷ lệ ấp nở cao.
Thưa quý vị và bà con, hạn chế chủ yếu trong việc nuôi cá rô phi là do đặc điểm sinh sản. Cá thành thục sớm, sinh sản tự nhiên gần như quanh năm nên khó kiểm soát được mật độ cá thả trong ao. Hơn nữa, trong quần đàn, cá cái thường tăng trưởng chậm và có kích cỡ nhỏ hơn so với cá đực. Để khắc phục những nhược điểm trên nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả của nghề nuôi, việc chủ động sản xuất cá rô phi đơn tính đực đã được các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 triển khai từ những năm 1999 và giống cá rô phi này đang được ứng dụng rộng rãi trên khắp cả nước. Đây là những quả trứng mà anh Sự và các cộng sự đã thu được. Chúng sẽ được phân loại theo các giai đoạn. Sau đó được ấp riêng rẽ trong các khay có kích thước 30 x 20 x 10cm, có nước chảy liên tục. Mật độ trứng ấp trên một khay từ 6.000 đến 8.000 trứng trên 1 lít nước. Khi mình thu trứng lên và đưa vào tiến hành trong khay ấp, thì chúng ta cần phân loại cái giai đoạn trứng khác nhau. Để ấp khi mà con cá bột lở ra đó, cái tỷ lệ cá là đồng đều. Trong quá trình ấp trứng thì chúng ta là cần luôn lưu ý cấp nước liên tục và vệ sinh các mạng tràng để không tránh thất thoát trứng cũng như là cung cấp đủ lượng oxy. Khi mà chúng ta cung cấp đủ oxy và cái trứng được đảo đều, khuấy đều liên tục thì cái tỷ lệ lở của trứng là rất cao. Theo thạc sĩ Sự, tùy từng giai đoạn thu trứng được mà thời gian ấp trứng dày hay ngắn. Trong điều kiện nhiệt độ ấp trứng từ 28 đến 30 độ C thì sau 24 giờ trứng sẽ hoàn thành một giai đoạn phát triển. Từ 3 đến 5 ngày trứng sẽ nở thành cá bột. Và khi mình thực hiện khâu ấp trứng đảm bảo đầy đủ quy trình kỹ thuật thì con giống đưa ra nó sẽ khỏe mạnh, có sức sống tốt, tỷ lệ sống sẽ cao. Đồng thời là cái kích cỡ, ngày tuổi cũng như là cái ấp trứng lở ra rồi thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào đến cái kết quả chuyển đổi giới tính của cái con cá giống sau này. Thì sau 3 đến 5 ngày chúng ta ấp ở trên khay này, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Khi con cá còn lõn hoàng thì chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, bụng vẫn còn ôm trứng là những con cá mà vẫn còn lõn hoàng. Cái này chúng ta cần tiến hành ấp thêm 1 đến 2 ngày nữa để cho tiêu hết lõn hoàng con cá trước khi thả ra ra ươm. Và đây là cái con cá bột đã hết lõn hoàng. Nó bơi lội rất tự nhiên và bụng không còn ôm trứng nữa. Thì là chúng ta tiến hành thả ra giai ương và xử lý hormone chuyển đổi giới tính. Hiện nay, phương pháp chuyển giới tính cho cá rô phi bằng hormone đang được xem là phương pháp hiệu quả và được sử dụng rộng rãi nhất. Hormone sẽ được bổ sung vào thức ăn ở giai đoạn cá bột. Đối với cá rô phi, cá con sau khi tiêu hết noãn hoàng sẽ được xử lý đơn tính liên tục 21 ngày trên giai với thức ăn trộn hormone chuyển đổi giới tính. Chúng tôi có bổ sung hormone chuyển đổi giới tính, hormone 17 alpha metin testosterone với hàm lượng là 60 mg trên 1 kg thức ăn, được hòa trong dung dịch cồn và trộn đều với thức ăn. Và thức ăn sử dụng là cho cá ăn vào 4 lần trên ngày. Khẩu phần cho ăn thì tùy vào cái giai đoạn ngày tuổi của cá nuôi, chúng ta điều chỉnh lượng thức ăn theo khối lượng phần trăm trọng lượng cá sinh ra. Khi mà mình gia tăng một cái lượng hormone cần thiết trong cơ thể con cá vào những thời điểm nhất định thì nó sẽ ảnh hưởng đến chuyển hóa giới tính theo cái hướng mong muốn của hormone đưa vào. Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 đã thành công trong việc ứng dụng công nghệ chuyển giới tính cá rô phi đơn tính bằng hormone trộn vào thức ăn. Các kết quả mang lại với phương pháp chuyển giới tính này, tỷ lệ cá đực thu được từ 95 đến 99%. Tỷ lệ sống của cá con sau khi xử lý hormone đạt 72,2%. Phương pháp sử dụng hormone trong chuyển đổi giới tính thì nó có ưu điểm là tỷ lệ chuyển đổi giới tính rất cao, có thể đạt từ 95 đến 99%. Mà cái hai nữa là chi phí sản xuất nó thấp. Và cái thứ ba nữa là có thể mình áp dụng được đại trà. Và nhược điểm của phương pháp này thì là đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, chính xác đầy đủ trong tất cả các khâu của quy trình kỹ thuật. Bình quân hàng năm, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 sản xuất ra 81 triệu con giống cá rô phi đơn tính. Cá tăng trưởng nhanh, có khả năng chống chịu bệnh tốt, tỷ lệ sống trung bình khi nuôi từ cá giống đến cỡ cá thịt đạt trên 80%, năng suất đạt từ 12 đến 15 tấn trên 1 hectare một vụ nuôi,
lợi nhuận ước đạt trên 70 triệu đồng một hecta một vụ nuôi. Thưa bà con, ngày hôm nay Góc Tư Vấn đã nhận được rất nhiều thắc mắc của bà con hỏi về tình hình dịch bệnh trong lĩnh vực thủy sản. Những thắc mắc này sẽ được các chuyên gia thuộc Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia giải đáp. Xin mời bà con quan tâm cùng chú ý theo dõi. Khán giả Phạm Ngọc Hoàng, số điện thoại 0976, 3 số cuối là 025 tại Nghệ An có hỏi như sau. Ao rộng 2.000m², sâu từ 2 đến 2,5m nước, thả 3.000 con cá rô phi, mỗi con nặng khoảng 100g. Ngày cho ăn 2 bữa, sáng, chiều là 5kg bắp cộng cám gạo ủ với men vi sinh. Hỏi cho ăn như vậy đã đủ dinh dưỡng cho cá hay chưa? Có cần điều chỉnh thêm gì không? Anh Hoàng thân mến, chuyên gia cho rằng anh cho cá rô phi ăn bắp, cám gạo ủ với men vi sinh với lượng như trên là hoàn toàn đủ. Tuy nhiên anh cũng cần lưu ý thêm một số điều như sau. Khi cá càng lớn thì khẩu phần thức ăn chỉ cần 3% khối lượng thân cá, tức là 3kg trên 100kg cá. Cần phải bón vôi định kỳ từ 15 tới 20 ngày để khử trùng môi trường nước ao nuôi với liều lượng 2kg vôi trên 100m khối nước hòa tan té đều. Ngoài ra anh Hoàng còn hỏi thêm là ao có hiện tượng nổi váng màu xanh, đáy ao thỉnh thoảng sùi bọt đen, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao. Thưa anh Hoàng, chuyên gia cho rằng ao có váng màu xanh, sủi bọt đen, đó là dấu hiệu của ô nhiễm nguồn nước. Anh cần khắc phục như sau. Cần khử trùng nước, diệt bớt tảo xanh bằng đồng sunfat hoặc TCCA hoặc BKC. Sau đó dùng zeolit để xử lý đáy. Chủ động nguồn nước sạch để thay nước khi cần thiết. Tiếp theo khán giả Đỗ Thị Trang, số điện thoại 0989, 3 số cuối là 825 tại Thanh Hóa có hỏi như sau. Ao rộng 6.000m², sâu 1,2m, thả cá truyền thống được hơn 1 tháng. Cá rô phi trước khi chết có hiện tượng bụng trướng, mật sưng bằng đầu ngón tay, gan sưng, ruột phồng to bằng đầu đũa, cá giạt vào bờ, ngoài ra không có hiện tượng gì khác. Bị 2 ngày nay và chưa dùng thuốc, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao. Vâng, thưa chị Trang, với những triệu chứng như mô tả, chuyên gia cho rằng hiện nay đang là thời điểm nắng nóng, nước ao bị ô nhiễm, vi khuẩn gây bệnh cho cá phát triển nên cá rất dễ bị bệnh. Cách khắc phục như sau. Khử trùng nước bằng một trong các loại hóa chất sau, KMNO4 hoặc iodin hoặc BKC liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bổ sung một trong các loại thuốc kháng sinh sau và thức ăn cho cá, ăn liên tục từ 5 đến 7 ngày. Doxycycline hoặc oxy tetracycline hoặc chlorpheniconazole liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Những ngày nắng nóng trên 35 độ C thì giảm từ 30 tới 40% thức ăn. Bổ sung chế phẩm sinh học và men tiêu hóa. Thay nước định kỳ, không để nước bị ô nhiễm. Thời lượng cuối của chương trình, chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc của khán giả Nguyễn Thành Lý, số điện thoại 0916, 3 số cuối 089 tại Cần Thơ, với nội dung câu hỏi như sau. Ao rộng 1.000m², sâu 1,3m, có nước ra vào. Hỏi thả cá trôi, cá mè, cá rô phi với mật độ như thế nào cho phù hợp? Vâng, anh Lý thân mến, chuyên gia của chương trình tư vấn cho anh như sau. Nuôi quảng canh cải tiến thả với mật độ 1 con trên 1m², thả 500 con. Nuôi bán thâm canh thả với mật độ 1 con trên 1m², thả 1.000 con. Nuôi thâm canh thả với mật độ từ 2 đến 3 con trên 1m², thả từ 2.000 tới 3.000 con. Các loại cá thả theo tỷ lệ rô phi 40%, cá trôi 20%, cá mè 20%, cá chấm cỏ 20%, cá chép 10%. Cần phải có hệ thống quạt nước, sục khí thường xuyên. Thưa bà con, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khuyến Nông ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.